谁更肯定终老分，对客谋命满当生，hôm nay đây cùng Mô Di Đà Phật, chúng con nhật ý kính đảnh lễ chư Tôn Đức Giáo Phẩm Tăng Ni và xin thân ái kính chào quý khán thính giả của Đài IBC. Chương trình Sống Đời Sống Phật hôm nay chúng con xin cung thỉnh Hòa Thượng Thích Viên Huy, trụ trì Chùa Điều Ngự sẽ dẫn dạy những giáo pháp vi diệu của Đức Phật qua Kinh Pháp Cú. Chúng tôi hy vọng qua sự chia sẻ và dẫn dạy của Thầy sẽ giúp quý vị hiểu sâu hơn về Phật Pháp để có đời sống tâm linh thật an lạc. Và giờ này xin mời quý vị lắng lòng theo dõi chương trình. Dạ, Mô Di Đà Phật, dạ con xin kính chào Thầy. Chư Đạo Phật, chào cô Nhật Ý và chúng con xin đảnh lễ chư Tôn Đức Giáo Phẩm Tăng Ni. Kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình Sống Đời Sống Phật. Dạ, kính bạch Thầy, trong bộ Kinh Pháp Cú phẩm 24 đó là phẩm Ái Dục, bài kệ 352 con xin đọc như sau. Ái lìa không chấp thủ, cú pháp khéo biện tài, thấu suốt từ vô ngại, hiếu thứ lớp trước sau, thân này thân cuối cùng, ví như vậy được gọi bậc đại trí bại nhân. Dạ kính bạch Thầy, thì bài kệ này cũng liên quan tới bài kệ trước, thì mong Thầy nhắc lại nhân duyên gì mà Đức Phật thuyết lên bài kệ này ạ? Thưa vị, thì như quý vị biết, có một lần, tức là có một số nhóm đông đảo các tỳ kheo ở phương xa về đảnh lễ Đức Phật ở tại tỉnh Xá Kỳ Viên. Và lúc tối thì Ngài La Hầu La mới nhường chỗ của mình để ra ngủ ở chỗ hương phòng Đức Phật, tức là cái chỗ mà Đức Phật nghỉ, nó có một cái nhà nhỏ để mà Đức Phật nghỉ ở đó, kêu là hương phòng. Rồi nửa đêm á, nghỉ ở bên ngoài đó, thì có ma ba tuần nó xuống, nó giả là một con voi rất là lớn, cái voi rất là dài, đè trên đầu của Ngài La Hầu La, kéo Ngài La Hầu La, nhưng mà không có làm cho Ngài nao núng, không có sợ hãi. Nó rống những cái tiếng rất là to, nó làm cho kinh dị lên. Nhưng mà Ngài cũng vẫn an nhiên như vậy. Và Đức Phật biết được cái điều đó, cho nên Đức Phật nói cái bài kệ trước như chúng ta đã nghe, tức là ai tới đích không sợ ly ái không nhiễm ô, nhổ bụi tình sanh tử, thân này thân cuối cùng. Tức là nói Ngài La Hầu La, cái thân này là thân cuối cùng, Ngài đã nhổ được cái mũi tên sanh tử rồi, không còn được không có còn bị nhiễm tất cả các cái thứ ái dục của thế gian nữa. Và nói với ba từng này, nhà ngươi dù có cả trăm cả ngàn ma vương đi nữa cũng không có thể lay động được cái tâm của Ngài La Hầu La đâu, bởi vì Ngài đã ly hết tất cả các cái ái. Và Ngài nói cái bài kệ thứ hai, tức là ái lìa không chấp thủ, cú pháp khéo biện tài, thấu suốt từ vô ngại, hiểu thứ lớp trước sau, thân này là thân cuối cùng, vị như vậy được gọi bậc đại trí đại nhân. Và nói cái bài kệ đó rồi á, thì mới nói với ba vương rằng là La Hầu La chẳng thể sợ hãi đâu, đã thoát khỏi tất cả các cái tham ái rồi, ngươi đừng có tạo những cái nghiệp xấu ác như vậy, ngươi hãy đi đi. Và đó là nguyên do mà Đức Phật đã nói lên hai cái bài kệ này. Và đây là cái bài kệ thứ hai, thưa quý vị. Dạ, con xin cảm ơn Thầy. Dạ, kính bạch Thầy, thì trong bài kệ như vậy thì khi mà Ma Vương đã nghe được Đức Phật hay là đã thuyết lên bài kệ, thì Đức La Hầu La nói với lại Ma Vương là đừng có theo như vậy, thì ái lìa không chấp thủ, cú pháp khéo biệt tài là như thế nào, dạ thưa Thầy? Ở đây Đức Phật muốn nói rằng là tôn giả La Hầu La, cái ái đã lìa rồi, tức là cái ái nhiễm, tức là cái phiền não và cái sự ham muốn nó không có còn ở trong Ngài La Hầu La nữa. Cái ái lìa tức là cái sự yêu chuộng cả cái bản thân của mình cũng như là những cái vật ở bên ngoài. Cái vật ở bên ngoài đó, những cái hình thức bên ngoài đó, cái danh ở bên ngoài, tức là tài sắc danh thực, thì Ngài không còn đắm nhiễm theo nữa. Về tài Ngài cũng không có đắm nhiễm, về sắc Ngài cũng không có còn dính dáng tới nữa. Rồi cái danh Ngài cũng không có còn dính dáng tới. Cái ăn, cái ngủ Ngài cũng không có đam mê nữa. Và chính bản thân của Ngài cũng vậy.
bỏ đi cả. Nếu mà ai có chửi, có mắng, có nhục mạ, có đánh đập, Ngài cũng không có màng tới, không có chấp nữa. Và đối với như nhỏ hoặc lớn, Ngài đều tôn kính, chứ không phải tôn trọng người ta, đây là người lớn, tất cả mọi người phải tôn trọng, hoặc giả là cái chấp thủ này. Chúng ta thấy nhiều cái người không hiểu chấp thủ, tức là chưa có lìa được cái bản thân, cái ái ngã của mình, và không có hiểu được, đặc biệt nhất là không có hiểu được, tức là không có giác ngộ được, cho nên vẫn chấp thủ như thường. Ví dụ chấp thủ như thế nào? Chấp thủ rằng là một cái, thí dụ như một cái đám ma, họ cho rằng là bây giờ bao nhiêu cái khen tang, bao nhiêu người bị có tên mới xé bao nhiêu khen tang, còn nếu mà xé dư ra thì nó sẽ rất là xấu, có thể là di hại đến một cái người khác trong dòng họ sẽ bị chết đi. Cái điều đó thành ra cũng như là chấp thủ vậy thôi. Nó có dính dáng gì một cái miếng vải trắng ở đây với là một cái người khác chết? Nó không có. Nhưng mà cái nghiệp của người đó chết thì chết thôi, chứ bây giờ ví dụ có nhiều người họ nói bây giờ đem cho một khen tang cho người khác thì đó là một cái điều xui xẻo. Thực tế ở chùa đây thì nhiều hồi họ mới khen tang là họ bỏ đầy, thì mình phải đem mình dục bỏ chùa đó thì có xui xẻo gì đâu. Xui xẻo là do cái bản thân của mình tạo được cái nghiệp tốt hay là cái điều xấu. Khi chúng ta tạo tất cả những cái nghiệp tốt, cái việc tốt thì nó đem lại kết quả tốt. Còn nếu mà chúng ta tạo tất cả những cái nghiệp xấu thì nó đem lại cho cái kết quả xấu của chúng ta, chứ đâu phải là cái việc này người khác đem cho mình cái sự đó, không phải đâu. Đem cho mình cái xấu cho mình, không phải. Quý vị có thể đem cho tôi bao nhiêu cái cũng được, không sao, không có bao giờ xấu cả. Tức là mình chấp thủ vậy thôi. Còn có nhiều người họ nói rằng là cổ lỗ sĩ, chê, không biết mà chê. Thí dụ bây giờ khi Đức Phật dạy rằng trước khi tất cả những đệ tử của Đức Phật uống nước thì hãy quan sát, nghĩa là như Đức Phật dạy chúng ta rằng là khi chúng ta uống nước thì quan sát trong bát nước này có rất là nhiều con vi trùng, cho nên phải đọc lên cái câu chú nó gạn lọc tất cả những cái con vi trùng đó ra thì mới uống được. Nó cho rằng là giờ này người ta đã lọc hết nước rồi, đâu có còn có vi trùng đâu trong đó mà gạn lọc để mà đọc cái bài chú đó. Họ không chấp, không cần thiết. Mà thực tế cho tới nay quý vị thấy rằng là cái điều mà Đức Phật dạy nó vẫn còn hữu hiệu cho tới bây giờ, dầu là gần 3.000 năm. Như vậy thì nó vẫn có những cái bình lọc nước ở tại gia, hoặc chứ là bình lọc nước ở chỗ khác để chúng ta tới mua và uống để nước cho nó ngọt trước đã. Chưa nói vi trùng, nước nó ngọt hơn. Nó lọc ra cái chất chát, cái chất phèn, nó ngọt trước đã. Nhưng mà cái đó là cái vật chất, còn cái mà bên tâm của chúng ta, khi chúng ta quan sát như vậy, chúng ta để ý như vậy, chúng ta đọc một cái câu chú như vậy ấy, để cho lọc tất cả vi trùng, để thanh lọc cái thân tâm của chúng ta trước, để giữ cái tâm chúng ta thanh tịnh, không có náo động, không có chạy theo, không có ham muốn. Đó là cái điều cần yếu chứ không phải là không. Cho nên ở đây cái sự chấp thủ, tức là chấp một cái điều gì đó không có buông bỏ ra, chấp một cái điều luật gì đó. Ví dụ bây giờ mỗi một sáng ra nè, thưa quý vị, như là kinh thiện sanh, mỗi sáng ra mình không biết gì hết, mình nhưng mà lạy tứ phương bốn hướng, nhưng mà mình không biết lạy đó để làm gì. Thí dụ bây giờ mình thờ con bò, thờ con bò để làm cái gì, nó đem kết quả gì cho chúng ta đây, nó không có lợi ích. Chúng ta phải hiểu được cái điều đó để chúng ta bỏ đi cái chấp thủ đó đi. Nếu mà đem lại cái lợi ích thì chúng ta làm, còn nếu mà không có đem lại lợi ích thì chúng ta đừng có làm, đừng có cố chấp làm cái gì. Đó là cái điều mà chúng ta lìa tất cả các cái ái lìa. Đó là Đức Phật dạy chúng ta, tức là lìa ái không có chấp thủ, tức là lìa tất cả các cái ham muốn và không có chấp thủ một cái sự vật, không cái việc nào đó cố chấp như vậy. Đó là cái điều không có nên. Bởi vì sao không có nên? Bởi vì điều nó không có đem lại lợi ích cho bản thân, nó không có đem lại lợi ích cho bạn bè, không có đem lại cái lợi ích và cái hạnh phúc cho gia đình, mà chúng ta vẫn cố chấp như vậy thì không có thế được. Thí dụ bây giờ
mỗi một cái buổi sáng như vậy. Chúng ta đi làm nhưng mà ra gặp mà hay giả đi mua bán hay mua cái gì đó, làm một việc gì đó. Bước ra bên ngoài gặp một cô phụ nữ hay là người già nào đó nó mới sáng ra, thì gặp một cái người phụ nữ chắc xấu rồi thôi, mình cũng có làm điều đó nữa. Nhưng mà cả ngày rồi mình gặp biết bao nhiêu người phụ nữ, tại sao nó không xấu đi mà là mới sáng ra đã gặp đàn bà xấu, mình cố chấp như vậy. Thì cái điều đó là điều không có nên, đó là cái điều sai thì chúng ta không nên. Và chúng ta cái thành tựu không ở nơi cái tâm trí chúng ta, thành tựu không ở nơi cái tâm vui vẻ của chúng ta, cái bán hàng được hay không đều do cái sự linh hoạt, cái hoạt ứng của chúng ta, chứ không phải là do gặp một cái người nào xấu ác, cái là yếu bóng vía hay là cái xấu rồi để nó xấu đến cho suốt ngày của chúng ta đâu, thưa quý vị. Đó là cái chấp thủ mà chúng ta nên bỏ. Dạ con xin cảm ơn thầy. Xin quý vị hoan hỷ đừng rời máy, chúng tôi sẽ trở lại ngay sau phần thông tin thương mại đã bảo trợ cho đài. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều.